Ngày hôm qua có một bạn nhắn tin tôi nè, kêu anh ơi, anh làm trứng cút lộn xào me đi anh, nhưng mà ở nhà hết trứng cút lộn rồi, chỉ còn hộp vịt lộn thôi à, nên là làm tạm đỡ vịt lộn luôn. Mà tôi nghĩ á, là trứng cút lộn nè hay là hộp vịt lộn đó nó cũng y chang nhau à, nó chỉ khác nhau ở đây á, là cái kích thước trứng to và trứng nhỏ thôi. Có rất là nhiều bạn kêu tôi làm cái món này rồi, nhưng mà tới bây giờ mới có đủ nguyên liệu để mà làm cái món này. Thời gian này á, kiếm nguyên liệu để làm rất là khó khăn luôn, phải đặt đi đặt lại rất là nhiều lần luôn mới có nguyên liệu để mà làm cho mọi người xem. Ở đây á, là tôi dùng cái nước của trứng hộp vịt lộn để tôi làm cái nước sốt me luôn. Công thức mà làm nước sốt á, thì tôi có để trên màn hình rồi, mọi người có thể là chụp hình lại hoặc là mọi người có thể là tua lại video á, mọi người xem nha. Cái công thức nấu ăn hay là công thức làm nước sốt là tôi học của những anh đầu bếp ở trên mạng á, những anh đó làm cực kỳ là giỏi luôn. Thường là một video trên TikTok á, là mọi người xem chỉ có 1 phút thôi, mà thời gian bên ngoài làm á, là rất là lâu luôn, nhiều khi là cả ngày trời luôn á cả nhà. Mấy cái món ăn á, mà mọi người kêu tôi làm á, là tôi phải xem đi xem lại rất là nhiều lần luôn, với lại là làm đi làm lại rất là nhiều lần. Làm khi nào mà tôi cảm thấy vừa ăn, cảm thấy ngon miệng thì lúc đó tôi mới dám chia sẻ cái công thức đó để lên cho mọi người cùng làm và cùng ăn với tôi luôn. Nấu ăn rất là dễ luôn, không hề khó đâu cả nhà, nhưng mà dễ á, đối với những người đã biết nấu ăn rồi, những người giỏi nấu ăn. Còn đối với những người bình thường như tôi á, là nấu ăn là cả một cái quá trình luôn. Nhưng mà được một cái á, là tôi chịu học hỏi, tôi biết cố gắng, nên là những cái món ăn mà mọi người kêu tôi làm á, là tôi đều làm thành công hết. Như là cái món hộp vịt lộn xào me nè, cái món này á, là lần đầu tiên tôi làm luôn mà nhìn rất là hấp dẫn luôn, nhìn rất là thành công luôn cả nhà. Nên là các bạn đừng có buồn nha, ai mà làm thất bại nhiều lần á, thì cố gắng đi, chắc chắn một lần nào đó bạn sẽ thành công thôi à, cố lên đi nha.